Chuyển sang các thông tin khác, thưa quý vị, liên quan tới vụ pha chế buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả, ngày 27 tháng 11, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an vừa bắt giữ bà Lê Thị Anh Thư là giám đốc một công ty xăng dầu tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu. Sáng ngày 27 tháng 11, hàng chục cảnh sát thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bao vây cây xăng Biên Khoa trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Lê Thị Anh Thư. Bà Thư bị bắt do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Biên Khoa có ngành nghề kinh doanh đại lý, môi giới, đấu giá, bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố trên 70 bị can với 6 tội danh. Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản của các bị can trong vụ án với giá trị lên đến 1.000 tỷ đồng. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Thế Nam, nguyên hiệu trưởng, Lê Thành Trung, nguyên phó hiệu trưởng, Nguyễn Trung Tín, nguyên kế toán trưởng trường Cao đẳng nghề Bình Phước, nay là trường Cao đẳng Bình Phước, về tội tham mô tài sản. Cụ thể thì từ năm học 2015-2016 đến năm học 2018-2019, các bị can đã lập các tờ trình kèm theo danh sách học sinh sinh viên trúng tuyển nhiều hơn số trúng tuyển tham gia học thực tế là 673 học sinh sinh viên để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cấp kinh phí đào tạo rút khống số tiền trên 6,28 tỷ đồng của ngân sách nhà nước. Đồng thời lập khống danh sách học sinh sinh viên thuộc đối tượng chính sách là học sinh dân tộc nội trú trúng tuyển để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt rút khống số tiền hơn 7,7 tỷ đồng của ngân sách nhà nước, gây tổng thiệt hại theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu tạm tính là trên 14 tỷ đồng. Được biết, hiện 3 bị can đã tự nguyện khắc phục và nộp lại được số tiền gần 5,6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.